Chú Định, có gì chú bỏ qua cho cháu nó. Chúng nó dù gì cũng là con trẻ, mà cũng tại chú làm dữ quá. Tôi sang đây là để đòi bồi thường. Tôi không nghe bác trình bày. Chú đừng có quất. Chú đã không nghe lời ông bà, đòi bán đất tổ tiên, còn đánh cả bố cháu nữa. Đừng áo, ngồi xuống. Vì ngăn chú mà cháu nó lỡ tay. Để tôi nói cho bác biết nhé. Tại bố mẹ không công bằng, chia phần đất cho tôi ít quá. Tôi chỉ đòi lại cái gì đáng lẽ thuộc về tôi thôi. Còn việc nó gây ra vết thương này cho tôi, phải bồi thường cho tôi 20 triệu mới xong. Việc nó vô tình hay cố ý tôi không quan tâm. Con dao đang ở trong tay tôi, nó giằng lấy chém vào đầu tôi. Vân tay vẫn còn in trên cán dao, nó có cãi được rời. Ông đừng có ngượng mà phun người. Tao đã bảo mình ngồi xuống cơ mà. Thằng này mới ra tù xong, đòn gì cũng đã nếm thử rồi. Tôi đang cần ít tiền để lấy vốn làm ăn. Nhà không có tiền thì bảo con Thuần nó đưa cho. Nó làm ăn khá đấy. Nếu không thì lấy tiền đâu ra mà mắc điện thoại, với lại sửa nhà cho bố. Cháu nó làm ở công ty may trên huyện, cũng vất vả lắm chú ơi. Chú bỏ qua cho tôi đi. Bỏ qua thì không được đâu. Thôi, tôi về đây. Bố con nhà bác Liệu mà lo nhé. Không có anh em máu mủ ruột già gì với cái loại chúng mày. Loại tham lam. Đứa nào rời hàng rào nhà ông một phân nhá, ông chém cả nhà. Bố ơi! Bố ơi! Chú định nhất quyết đòi gặp con hả bố? Đúng thế.
tôi lo lắm. Lỡ chú ấy... Thôi, con sang luôn bố ạ. Cháu chào chú. Ê à, mày mà cũng dám vác mặt về đây cơ đấy. Thôi được rồi, để khỏi mất thời gian nữa tao nói luôn, tao với gia đình nhà mày là không có máu mủ ruột thịt gì hết. Đây này, mày nhìn đi, nó chém ngang đầu tao đây này. Tang chứng vật chứng đây. Muốn cứu em mày ra khỏi tù ấy, nôn 20 triệu ra đây. Tao biết mày có tiền, mày có rất nhiều tiền là đằng khác. Cả nhà mày, cả cái làng này đều nghĩ rằng mày lên thành phố để làm công nhân giày da. Nhưng riêng tao, tao biết mày lên thành phố để làm điếm. Thôi, mày không cần phải trình bày nhá. Mỗi một ngày mày kiếm hàng chục khách, mày kiếm hàng trăm nghìn. Thế nên mày mới có tiền để mắc điện thoại với sửa nhà cho bố mày chứ, đúng chưa? Mày có tiền ấy thì mày phải biết đường nôn cho đúng chỗ. Vừa cứu được em mày ra khỏi tù, hơn nữa tao sẽ giấu kín việc mày lên thành phố để làm điếm. Chú. Chú cháu gì mày? Nhất cử lưỡng tiện, sướng nhất mày rồi còn gì nữa. Được, ông nói vậy là rõ rồi, nhưng tôi vẫn chưa tin là ông tuyệt tình. Đây là sự lựa chọn thông minh của mày đấy. Tôi làm điếm là bất chấp tất cả. Còn ông tử tế cái nỗi gì? Tao không tử tế ở chỗ nào? Tao xấu xa ở chỗ nào? Mày nói đi. Tao xấu xa ở điểm nào? Tao không tử tế ở điểm nào? Ông ăn chơi xa đọa, không từ một loại đàn bà nào. Đến cả con điên ngoài chợ ông không tha. Đồ tù tội. Mày... Đây là 20 triệu, cộng với 6 tháng tiền lãi ngân hàng. Nó sẽ là của ông, với điều kiện ông chứng minh được tôi với ông là người dưng. Được rồi, mày muốn tao chứng minh bằng cách nào? Mày... Sao? Không dám qua ngưỡng à? Nhất cử lưỡng tiện đấy. Làm đi. Cút. Cút ra khỏi nhà tao. Hôm qua thế nào hả con? Bố thấy con về chui tọt lên giường chùm kín chăn. Bố lo quá. Chú ấy bỏ qua rồi bố ạ. Con đi đây kéo trễ việc. Tôi thấy cũng mừng.
máu mủ trong nhà cả. Vâng, thôi con đi đây. Con gái nhà quê bây giờ kiếm được việc như con không dễ đâu. Con gái nhà quê bây giờ kiếm được việc như con không dễ đâu.